Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em. Thì đầu tiên như anh em thấy ở trước mặt anh em rồi là một cái dàn ốc, rất là nhiều ốc ở trong này luôn. Thì nếu mà nói về những cái sản phẩm mà bên mình bán rẻ nhất cho anh em và có lời ít nhất thì đây là sản phẩm có thể nói là lời ít nhất trong năm nay luôn nha. Tại vì sao à? Thì tại vì ở đây mình đang có một dàn ốc của Thái nhập về nha. Ốc Thái của cái công ty sản xuất bên Thái chứ không phải là Honda nha. Hãng này chuyên sản xuất linh kiện cho Honda nhưng mà của Thái rất là xịn luôn. Đấy, thì người ta gửi mẫu về cho mình thì được khoảng 10 bộ rim, 10 bộ quay. Quay thì nó có quay RS, quay Alpha. Còn rim thì nó có Super Rim và rim Thái. Đấy, thì nó rất là phù hợp với các quý anh em chúng ta đang sử dụng các cái dòng xe rim quay ha. Thì về quay thì quay RS anh em có thể gắn được cho cái dòng quay A, quay bụng, rồi quay S100, quay RS nha. Đó, chúng ta gắn chung. Còn về Dream thì có Dream Thái gắn chuyên cho các dòng Dream Thái hoặc là Super đời đầu. Còn Super Dream thì anh em có thể gắn được cho Super đời đầu, Super từ các đời luôn. Đấy. Còn về quay Alpha thì anh em có thể gắn được cho quay Alpha, quay Thái 100, quay Thái 110, quay AZX, quay lốc đen. Đấy. Rồi, thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em về cái bộ ốc này. Thì ở đây mình có hơn 150 chi tiết nha anh em nha. Hơn 150 chi tiết với các chi tiết rất phức tạp và xịn. Nói thẳng luôn, rất xịn nha. Đấy, anh em có thể thấy là rất là nhiều luôn. Và ốc này mình lưu ý cho anh em luôn, đầy đủ các chi tiết ốc dàn ngoài trên một chiếc xe Dream. Nó gồm có những cái gì? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cực kỳ chi tiết cho anh em. Và mình trước khi mình quay, mình xin báo giá cho anh em. Sản phẩm này bên shop cung cấp mức giá 650.000 nha. 650.000 cho hơn 150 chi tiết ốc lớn nhỏ trên xe, kể cả những chi tiết nhỏ nhất như cái phe cài. Đây cũng được xi vàng nha. Xi vàng nha. Tay mình thì nó hơi xấu do làm xe nó hơi xấu. Đó. Đây anh em thấy không? Xi vàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Rồi, không cần phải nói nhiều đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay chi tiết cho anh em cũng như là xem cho anh em cái chất lượng của nó như thế nào. Thì về hàng ở đây thì mình bao anh em cực kỳ chuẩn luôn. Về gắn vô lên xe cực kỳ đẹp. Những cái nước xi vàng này, đây anh em sẽ thấy là nó xi vàng nha. Mình bật flash này để cho nó dễ thấy này. Anh em thấy nó xi vàng ha. Thì những cái lớp xi này này, một thời gian anh em sử dụng khoảng 5 năm, 10 năm, nó sẽ đổ trì, nhìn cực kỳ chất và giống hàng zin khoảng 90% luôn. Đấy, để bây giờ mình sẽ quay trực tiếp cho anh em coi về từng món luôn. Rồi đây anh em ơi, thì dàn ốc khi anh em sẽ nhìn từ phía bên trái qua, anh em sẽ thấy là nó có rất là nhiều ốc. Và thậm chí là những anh em chúng ta còn chưa hình dung là nó gắn chỗ nào. Thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em coi, cũng như là mình sẽ so sánh cái chất lượng của nó với những cái hàng lô như thế nào. Cái này thì nó không phải là hàng chính hãng, nhưng nó là hàng rất là xịn nha anh em nha. Hàng của Thái, không phải là hàng Trung Quốc nha, không phải là hàng Việt Nam. Vì sao mình lại nói như vậy? Mình sẽ thể cho anh em coi cái này rất là rõ này. Nếu mà hàng Việt Nam, anh em sẽ không bao giờ kiếm được một cái bát bát đùm của rim Thái có màu như vậy nha. Anh em thấy cái màu này nó ảo không? Cái màu này rất là ảo. Tại vì sao à? Tại vì Việt Nam người ta không có xi được như vậy. Nói hàng luôn, những công ty người ta không xi như vậy. Đó. Tiếp theo, cho anh em coi luôn cái bát. Cái bát mà bát thắng nha. Đó, cái bát thắng này anh em thấy không, xi 7 màu rất ảo. Và Việt Nam mình chưa thấy ai xi như vậy khi bán một bộ ốc nha, thực sự luôn. Đa số là chỉ có ốc nhập Thái người ta mới xi như vậy thôi, vì ở bên Thái người ta rất là chuộng cái màu này. Có anh em để ý đi, các cái dòng rimway ở Việt Nam đâu có ai xi vàng đâu, nó toàn là màu trắng thôi. Đây cái này cũng xi vàng này, xi san vàng nha. Có những cái nó xi rất đậm, nhưng có những cái nó chỉ xi nhẹ màu thôi cho nó đúng chất. Rất là tuyệt vời luôn. Kể cả những chi tiết nhỏ như vậy. Đó. Thì bỏ qua về vấn đề chất lượng, mình sẽ quay trở lại với số lượng ha. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây có nguyên một dàn cốt luôn. Mình sẽ thể chỉ ra cho anh em. Đây là cốt treo máy, hai cốt treo máy này của Dream nha. Cốt treo máy của Dream thì nó ảo lắm anh em. Ở đây nó sẽ có cái lỗ này. Đây quay cho anh em coi. Đây. Đây có một cái lỗ. Đó anh em thấy không? Đó, cái đầu nó nhỏ xíu à. Đấy, đó ha. Cái đầu nhỏ tí tí và ở đây nó sẽ có khoét một cái lỗ vô, rất là ảo. Chỉ có rim mới có nha.
chỉ có riêng mới có. Quay là nó không có làm cái cốt kiểu vậy, quay là nó chỉ có cốt đầu bằng giống như vậy thôi. Đó thì cái này một cái đầu bằng, một cái đầu lõm vô, đúng đúng chất của rim Thái. Đây đây là cốt bắn này, cốt bắn này xi 7 màu luôn, rất là đẹp. Đây hai cốt bắn, đây là cốt gấp nha. Cốt gấp đời rim Thái thì nó đặc biệt lắm, cái đầu nó tròn như vậy, nó không có ốc gì bắt bên này hết, nó chỉ có một cái ốc đầu tròn 17 này thôi. Đó anh em thấy không, rất là lạ ha. Nói về dàn ốc của đời rim Thái thì nó khác biệt hoàn toàn. Đây là ống chỉ này, ống chỉ đời rim Thái nha. Và cái dàn ốc này đặc biệt là nó có luôn các cái lò xo, thì mình cũng không nghĩ là người ta lại có thể mà làm một cái bộ ốc mà nó nhiều chi tiết như vậy và nó chu đáo, nó tỉ mỉ như vậy ha. Như anh em thực sự luôn, anh em Tết anh em muốn đi chơi có một cái xe đẹp, anh em dán một bộ tem mới, anh em thay một cái dàn ốc này vào, thực sự luôn cái xe anh em nó đẹp lên rất là nhiều lần nha. Đây anh em thấy không, các cái lò xo này, các cái ốc này, cái lò xo này xi vàng này, lò xo này xi xanh này, đó cái màu nó rất là khác nhau nha. Đây là ốc cạc te này cũng xi luôn này, anh em thấy xi xanh không đó. Rồi đây kể cả những cái cục để bắt cái đũa thắng vào người ta cũng có luôn cho anh em. Tất nhiên là cục bắt đũa thắng có rồi thì phải có cái con ốc để bắt đũa thắng nha. Đây ốc bắt đũa thắng đây rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn này. Cái xi của Thái là nó sẽ có cái hình nứt 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 như vậy nha, nó không có phải là nó mịn màng quá đâu nha, những cái con ốc mà xi vàng á. Đây còn những cái chỗ mà nó không, nó cần bóng thì nó lại rất bóng. Có thể mình sẽ lấy ví dụ cho anh em như đây, đây là một cặp ốc bắt cốt cốp của rim này. Cái cặp ốc này nếu mà anh em mua ở hàng của Thái đúng cặp này luôn này, đúng cặp này luôn, mua của Thái giá của nó là 200.000 một cặp nha. Cái cặp này này, nên anh em biết cái giá trị của cái dàn ốc này nó khủng khiếp tới mức nào ha. Một con này là 100.000 nha anh em, chưa có lông đền á. Còn nếu mà anh em lấy cái lông đền bóng này nữa thì rất là đắt tiền luôn. Cho nên anh em mua cái dàn ốc này mình mới nói tại sao mà cái dàn ốc này là một cái sản phẩm bán rẻ nhất trong năm luôn đó. Bởi vì là anh em thấy cái con ốc cốp này nó đẹp tới cỡ này đó, anh em thấy chưa này, nhìn cái chân đó này vip luôn, xanh lè luôn đó. Mà cái giá thì chỉ ở trong bộ ốc này là 650.000 thôi. Còn tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái dàn ốc bắt áo này. Đây đặc biệt có con này, con này thì lại là một con hàng hiếm, hàng hiếm nha. Con này anh em mua không có nha, mua ngoài thị trường không có con này đó. Con này là nó có một cái chấm ở trên đầu luôn, rất là xịn đấy, anh em thấy chưa. À, rất là xịn luôn. Cái đầu nó có cái chấm nè, đúng chuẩn zin. Cái này là đúng chuẩn zin luôn chứ không phải công ty. Nó công ty thì nó làm cái nào, hàng trôi nổi là không có cái nào mà nó có cái chấm này hết á. Tuy là cái dàn ốc này là của công ty Thái Lan nhưng mà nó có những con ốc nó chuẩn zin luôn, thực sự luôn em. Có những con ốc chuẩn zin phải nói như vậy. Đây là ốc, ốc này là ốc phục nha em nha. Rim thì nó có bốn con ốc phục giống nhau. Và ở dưới này nó sẽ có bốn luôn, cái bốn cái lông đền, hai cái lông đền trên, hai lông đền dưới này. Rất là bóng nha, cái lồng đèn rất là bóng luôn. Quay anh em thấy nó chá lại rất là đẹp nha. Đó rất là tuyệt vời, anh em thấy ha. Rồi ok, đây là cao su sườn. Cao su sườn này nếu mà anh em có nhớ thì mình đã bán bộ cao su sườn của Thái cũng bao nhiêu đây chi tiết luôn, giá là 150.000 nha anh em ha, giá là 150.000. Còn với bộ cao su sườn này nó nằm ở trong cái dàn ốc luôn đó. Và nếu mà tính ra thì một hơn 150 chi tiết giá 650.000, tính ra là một chi tiết, cho là tính 100 chi tiết thôi thì một chi tiết là 6.500 đồng. Anh em thấy cực kỳ rẻ luôn, quá là rẻ luôn anh em, thực sự luôn. Đây anh em thấy cục can này, cục can này nó xi vàng nha, cục can xi vàng luôn, rất là đẹp đó. Rồi ốc cốt đây là bát bát ba thắng. Cái này là cái cốt này, đây này cái cốt để anh em má đùm này, nhét vào má đùm này, cốt thắng má đùm này rất là đẹp. Cái đầu răng nó nè, quay chi tiết cho anh em luôn. Anh em nào chúng ta nhanh tay thì thực sự luôn cái dàn ốc này mới còn anh em ơi. Rim Thái, Super Rim, Quay Alpha, Quay S, Quay RS đó, nó chỉ có bao nhiêu đấy loại nhưng mà thực sự là cái hàng của Thái này nó quá chất đi. Đây bữa trước mình có đăng một cái hôm mà Noel là mình có đăng thanh lý một cặp cốt. À, cái cặp tăng sen này của The Rim Thái nha, thì giá là 150.000 là anh em dành dịch nhau mua luôn, dành dịch nhau mua luôn mà 150.000 nha. Mà bây giờ cái này nó có sẵn ở trong cái dàn ốc này luôn. Đây thì anh em biết là cái giá trị của cái dàn ốc này nếu mà tính ra giá thực tế mà bán từng món thì anh em biết là nó khủng khiếp cỡ nào. Thì mình sẽ tính cho anh em nghe thử.
Thì à đây, đúng rồi, chưa, quên mất, nãy giờ quên giới thiệu cho anh em cái bát yên. Bát yên Dream Thái. Bát yên Dream Thái nha. Bát yên luôn, có bát yên luôn, ghê chưa? Dàn ốc mà có bát yên mới ghê. Ốc mà còn có bát nữa. Đó. 650 ngàn anh em mua được cái gì? 650 ngàn thực sự luôn, nên anh em mua lẻ, anh em mua được có vài món ở trong này thôi, không mua được nhiều đâu anh em. Đó, anh em thấy không? Bát yên này. Rồi chưa chưa kể bát yên nó còn có thêm cái bát để gắn biển số luôn. Bát đen nha, bát đen dày cụm luôn nè, đó, để gắn biển số nha. Cái còn cái này cái phe cái thanh để bắt má đùm thì thôi rồi, quá dày rồi, dày cực kỳ nặng luôn. Ngoài ra, mình không hiểu tại sao nhưng mà bên nhà sản xuất công ty này không chỉ cho mình ốc ở dàn ngoài mà thậm chí cho mình luôn ốc máy luôn. Anh em có tin không? Anh em có tin là cái điều mình nói không? Đây, ốc máy đây. Tại sao lại có bốn con ốc đầu ở đây? Mình cũng không hiểu luôn. Nhưng mà bốn con ốc đầu này quá chất anh em, quá chất luôn. Đây mình lấy một con cho anh em coi. Đây nó chất như vậy. Mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà nó lại có một bộ ốc đầu nó cực kỳ chất luôn, cực kỳ đẹp luôn á, rất là đẹp luôn. Cái bộ này mà nó xuống xi thì đúng là chuẩn zin luôn á. Đó, làm một con long đèn đầu và bốn con long đèn nhôm luôn, đầy đủ luôn cho anh em là bốn ốc đầu luôn. Không hiểu là tại sao mà có ốc dàn ngoài nhưng mà lại có luôn ốc ốc đầu ốc đó, ốc là ốc máy nha anh em nha. Thì nó rất là bất ngờ và rất là đẹp. Những cái chi tiết ở trên xe này thực sự không có gì để anh em có thể chê được và nó rất hoàn thiện. Ngoài ra anh em còn thấy này, nó về ốc máy luôn, nó có ốc máy luôn, nó có ốc lóc luôn này, nguyên dàn ốc lóc luôn, hai bên đầy đủ, hình như có ốc lóc giữa luôn, đó, đầy đủ hết các chi tiết luôn, này, quá tuyệt vời. Đấy, đúng rồi, cặp ốc chống bựng luôn, có luôn ốc chống bựng cho anh em nha. Ốc chống bựng thì đầu số 0 thôi, không phải đầu số 10, nhưng mà rất là chất. Đây, ốc dài, con này anh em kiếm ở quê, anh em kiếm đâu ra con này, đúng không? Ở quê làm sao anh kiếm được cái đầu có số như vậy, làm sao kiếm được xi xanh như vậy? Chỉ có thể kiếm được những con hàng lô thôi, rất xấu, không bao giờ so sánh được với những cái dàn ốc này nha. Ngoài ra ở trên này còn rất là nhiều ốc này, đây hai con ốc nhỏ này mình không nhớ bắt chỗ nào nhưng mà có trên xe rim, không nhớ được chỗ nào luôn, quá nhiều. Đây là ốc cốp này, con này cũng hiếm lắm này, đây này, cái con đầu dù ra này này, con đấy kiếm không có đâu anh em, rất là hiếm. Đây ốc dài này, đó, rồi đây là những cái argo để anh em bắt vào cái đuôi ha, đuôi xe rim nó có những cái argo đó. Rồi nói chung là quá nhiều chi tiết để anh em chúng ta có thể gắn sử dụng được rất là nhiều luôn, thực sự là rất là nhiều anh em. Mình không nghĩ là một bộ ốc bên mình bán thanh lý giá là 650 ngàn mà nó nhiều tới mức như vậy, chưa bao giờ thấy luôn. Thì anh em là chúng ta nhanh tay, anh em có thể liên hệ với shop số điện thoại 0915 434 973 nha. Thì thực sự luôn anh em, cái dàn ốc này nó quá nhiều, mình nói mà khan cổ luôn anh em, khan cổ luôn, chưa giới thiệu hết được. Thực sự đây này còn những cái ốc như là ốc cạc te này, rồi ốc bát cảng này, rồi các cái ti này, nói chung là ống, rồi ốc dài để bắt ra cái này, ốc này là ốc bắt 3 ga mũi này. Đấy, nó rất là nhiều ốc luôn mà thật sự là không thể nào mà giới thiệu hết với anh em được, nói khàn tiếng luôn. Đây này, xi 7 màu cỡ này thì ốc Việt làm gì có cái cửa gì anh em. Đó rồi, ok, thì cái mình xin kết thúc cái phần giới thiệu để ở đây. Những anh em nào mà chúng ta thấy được cái chất lượng của nó tốt và thực sự muốn mua thì anh em có thể liên hệ với mình, tại vì cái số lượng của cái này nó rất là hạn chế luôn, vì bên Thái nhập về bây giờ nó là cuối năm rồi. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thực sự, anh em có thể liên hệ với shop mình số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn gặp quý anh em ở những clip tiếp theo nhé.